là mình đã tới sân bay Hải Phòng. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để đi về khách sạn ngủ. Chào. Dạ đúng rồi. Chị Nguyễn Lan ở chị Hiền nhé. Tại sao? Không có chị Hiền mà quay lại được chị Hiền ba mấy đấy. Em ơi cái phòng tập gym ở đây. Dạ phòng tập gym thì bên em. Ủa anh ở phòng mấy giờ? Phòng em ở lầu 7 rồi. Đây là phòng 205 của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi lên phòng của mình nha. Các bạn có sẽ xem được phòng của mình sẽ như thế nào. Lầu 2. Hello mọi người. Tới lầu 2 mình sẽ đi ra. Wow, đèn tự động luôn. Thì phòng 202 sẽ là quẹo ở bên này, ngay cửa thang máy của mình luôn. Đây phòng 202 nha. Wow, xin lỗi, 205 chứ mình nhầm. Phòng 205 mình sẽ qua phải đây. Đây phòng của mình đây nha. Giờ mình sẽ
Bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem phòng của phi công sẽ có những gì. Thì mình bạn đây là hệ từ bạn sẽ bỏ vào. Mình sẽ mở hết đèn lên nha. Xong sau đó mình sẽ review một phòng khách sạn của phi công. Thì mình đầu tiên là mình sẽ mở cái máy lạnh lên để mình mở đây. Sẽ giảm nhiệt độ xuống khoảng 21 độ đi nha. Rồi. Thì khi bước đây là cái phòng của mình ngủ tại Hải Phòng. Đó mọi người. Khi bước vô là mình sẽ có một cái bếp ở bên tay trái khi bước vô phòng. Lạnh nha. Có được hai chai nước suối. Hello nước cam. Nước Red Bull. Bia nữa nè. Mình không có uống đâu. Và hai lon Coca. Xem ngân đồng có gì không nhỉ? Ngân đồng không có gì hết. Còn đây là khu vực bếp của phòng của mình. Mình sẽ ở 2 đêm ở tại Hải Phòng nha mấy bạn. Bỏ cái vali của mình vào đây đã. Mình có một cái bếp từ nè. Cái máy hút khói. Bồn rửa tay. Nước là tốt. Và bếp. Và bạn thấy cái tủ này nó hay không? Đóng lại. Mình đóng lại nè. Mình đóng lại. Đó. Đóng lại. Bây giờ mình mở ra nè. Thế bạn thấy đây là lần đầu tiên mình thấy cái tủ này luôn nha. Để mình đóng lại cho đẹp. Đây có một cái tủ trống trơn, không có gì hết. Thì bên dưới này là mình sẽ có một cái máy hâm đồ ăn. Ở dưới cái gì? Tủ này cũng không có gì. Mình nghĩ là đây là người ta xây dạng như căn hộ dịch vụ á. Tiếp theo là mình đây khu vực có cái tivi hay một cái nấu nước sôi, ghế. Mình sẽ được miễn phí là hai chai nước suối nhỏ nè, một cái hai gói cà phê, hai gói trà và hai túi đường. Tivi. Đây là cái giường của mình ngủ. Thì mình xem cái nệm có êm không nha. Khá là êm đó. Mình thì thích nệm êm mình mới ngủ được. Đây có một cái bức tranh. Sẽ có hai đôi dép. Bàn gọi là cái bàn trang điểm nè. Có một cái đèn rất là hay luôn nè mọi người. Để mình xem nút này là nút mở. Nó là cảm ứng luôn. Tắt nè. Mở, tắt. Trên đây nó có hiển thị là giờ 1:13 phút.
Nhưng mà hiện sai rồi. Ngày 26 tháng 9 nhưng mà nay là ngày 20 tháng... Hôm nay là ngày 21 tháng 4. Nhiệt độ là nhiệt độ F chứ không phải nhiệt độ C. Đằng sau này nó có số cái nút nữa. À, mấy cái nút này là để chỉnh giờ giấc nè. À, nhiệt độ mình bấm nó nhảy sang nhiệt độ C rồi này mọi người. Mở lên đi cho nó sáng. Đây mình kéo ra xem coi nó là view gì. Ngoài đây là cái gọi là ban công với máy giặt. Đó là hồ bơi của khách sạn, nhưng mà hiện tại thì hồ bơi của khách sạn đang sửa chữa rồi nên là không có sử dụng được. Kéo lại cho đỡ chói. Đây là cái tủ, tủ đồ, tủ để đồ, có mấy cái móc để mình treo đồ nè. Đây là cái máy xay tóc. Bên đây thì có cái hộp đựng mấy cái đồ có giá trị đó để mình khóa lại không có bị mất khi mà mình ra ngoài. Bây giờ mình sẽ vô coi thử cái nhà vệ sinh xem như thế nào nha. Nhà vệ sinh bàn nước khá là mạnh luôn. Có một cục xà bông. Xin sẽ được ly nước súc miệng nè. Cái này là sữa tắm. Cái này là dầu dầu gội. Cái này là cái gì? À, cái này là chùm đầu để cho mấy bạn nữ mà không gội đầu đó. Nên là lấy rái tay, bàn chải, toothbrush, comb, cái này là cái lược. Mình sẽ có hai cái khăn, hai cái khăn lau mặt, buồn vệ sinh. Ở dưới này mình sẽ có cái khăn hàng giấy cuồn. Đây là cái nhà tắm nha. Mình sẽ bắt đầu thay đồ. Đây là những cái phụ kiện mà mình mới vừa tháo ra. Khi đi bay mình sẽ đeo một cái đồng hồ nè, cà vạt, cái viết, dùng để viết tài liệu. Thường mình luôn có cây viết Soku ở trong vali. Cái này là cái cánh để mình gắn trên ở cái bên ngực bên trái của mình. Đây là cầu vai. Đây là 3 vạch là cơ phó nha, còn 4 vạch sẽ là cơ trưởng. Dây nịt. Đây là cái thẻ nhân viên đi làm của mình.
bây giờ mình sẽ đi thay đồ và sẽ nằm nghỉ ngơi một chút. Chứ thay đồ xong rồi đây. Bây giờ đi ngủ thôi. Tôi đã làm việc được 5 phút nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi.